để sử dụng đèn LED trang trí tranh treo tường thì chúng ta có thể chọn các loại đèn spotlight chống chói, góc rộng, góc hẹp hoặc góc siêu rộng cũng đều có thể được, tùy thuộc vào chủ thể. Những bức tranh có kích cỡ nhỏ như thế này thì chúng ta chỉ cần sử dụng một đèn spotlight góc rộng khoảng 45 độ. Chú ý đèn phải đặt cách tường một khoảng 20-25cm. Nếu tranh treo ở tranh tường phía sau ghế sofa, đối với loại tranh tương đối lớn này, chúng ta nên lắp một hàng đèn spotlight, có thể là 3 đèn hoặc 5 đèn có góc chiếu khoảng 36-45 độ, tùy thuộc vào độ lớn của bức tranh. Lưu ý khoảng cách giữa các đèn trong khoảng từ 40-60cm. Còn đối với những bức tranh cỡ vừa như thế này, lựa chọn thông minh nhất là sử dụng đèn spotlight đôi, có thể kết hợp thêm đèn spotlight đơn 24 độ cũng có thể tạo hiệu quả chiếu sáng trang trí rất là độc đáo. Tuy nhiên, lưu ý không nên treo tranh lơ lửng như thế này. Đèn spotlight về cơ bản không chiếu được đến tranh, hiệu quả hắt sáng cũng khiến tường trông rất là nham nhở, mất mỹ quan. Vì vậy các bạn nên đính hoặc dán khung tranh trên tường bằng keo 3M nhé.